Thưa quý vị, cùng với nhiệm vụ giữ vững và mở rộng vùng xanh, những ngày này, phường Thạch Thang, quận Hải Châu tăng cường siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực phong tỏa. Đặc biệt, tại các kiệt hẻm, người dân nghiêm túc thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó để đảm bảo an toàn, ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Đây là khu vực phong tỏa tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, kéo dài từ ngã tư Lê Lai, Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã ba Lê Lai, Lê Lợi. Ngay khi phát hiện ca dương tính tại kiệt 41 Lê Lai vào ngày 10 tháng 9, thông qua lấy mẫu hộ gia đình, Ủy ban Nhân dân phường đã nhanh chóng thiết lập vùng phong tỏa các tổ 23, 24 và 25 với hơn 100 hộ dân, tăng cường truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, tình hình dịch tại khu vực này cơ bản được kiểm soát, nhưng ban điều hành khu dân cư không chủ quan. Hàng ngày, lực lượng địa phương đảm bảo đóng chốt, kiểm soát nghiêm ngặt tình hình. Ở khu dân cư thì có là tổ COVID cộng đồng, thì là tức là chia nhau ra để mà làm việc với bà con, quán triệt bà con là không có nhà này qua nhà kia, và gia đình cách ly với gia đình, tức là không có gia đình nào ngồi nói chuyện với gia đình nhà nào. Người dân tại khu vực phong tỏa tuyệt đối ở trong nhà. Nếu có nhu cầu về lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, chỉ cần thông báo trên group Zalo, ban điều hành khu dân cư tiếp nhận mua hàng. Sau đó, lực lượng trực chốt sẽ phân phối hàng hóa đến từng hộ gia đình. Ngay từ khi dịch cái là tổ dân phố với ban đây đã lập cái Zalo. Mặc dù là ở đây có tổ tôi, tổ 23, có 52 hộ gia đình. Nhưng mà cái Zalo của tổ là đến gần 70 người tham gia. Nhưng qua cái Zalo đấy, bọn tôi truyền tải hết những cái chủ trương chính sách của phường cũng như của thành phố. Bà con cũng trao đổi với nhau qua cái Zalo đó. Và cái Zalo đó nó kết được cái đoàn kết trong khu dân cư. Cùng với ban điều hành khu dân cư, mỗi người dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định phòng chống dịch để chung tay cùng thành phố nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh, sớm đưa Đà Nẵng trở về với nhịp sống bình thường.